Hello, chào mọi người. Thì clip này mình sẽ làm cái khay Ray-Ban RB của Ý nha mọi người. Con này dòng này thì sẽ xuất Ý. Rồi, cái đầu tiên người, đầu tiên là một con 3025 5514. Con này thì si màu đen nha mọi người, màu đen. Con này dành cho những ai có cái size mặt nhỏ nha mọi người. Đây, đó, con này thì mình bán 1 triệu nha. Nói chung ai lớn tuổi mà khuôn mặt nhỏ có thể dùng con này mọi người, và con này có thể dùng thường xuyên được tại vì nó si. Rồi con thứ hai là RB3016 Club Master mọi người, con này size 13.5 5121, con này gần như mới nha. 2 triệu rưỡi mọi người. Kèm theo cái hộp nha, hộp ban đầu luôn. Con này hình như là một cái hàng trưng bày hay sao á. Ở trong này thì có cái phiếu của list OTK này, rồi phiếu mua hàng, rồi cái list OTK Ray-Ban the icon. Quay xịp đây. Đó. Hợp đây mọi người. Nói chung cũng còn rất là mới mọi người, có luôn cái mạc của nó đây. Cái này thì chắc người ta dán lại thôi. Nói chung là tình trạng mình thấy còn đẹp á. Ai yêu thích dòng này thì có thể mua tặng người thân nha người. Dòng Club Master này thì nam nữ đều dùng được người, nam nữ đều đeo được nha. Nhìn rất là lịch sự và thời trang. Nói chung con này là một con bán rất là chạy của bên Mỹ người. Ray-Ban. Rồi ok, đó 2,5 triệu. Con này mình có thể mua làm quà tặng được nha. Số 3 người, 3 là con 1025. Con này cũng mới luôn, 2 triệu 650 ngàn. Đây, con này thì kèm cái hộp này rất là mới, con này mới 100% mọi người. Xuống chút. Con này thì nó sẽ 3025 Last Metal Land là G15 nè người. Con này lên G15. Đó, con này ai mua tặng cho bố vợ đồ hay là đối tác thì thường ok người, rất là mới. Con này thì nó sẽ in trên đây là made in Italy trên đây nha người, made in Italy nè, rất là đẹp, màu vàng gọng mạ vàng nha. Dòng này đeo thì rất là sang người, rất sang lịch sự, nhìn không già đâu người, trung niên hay trẻ thì mang đều được nha, nó không có già đâu. Kèm theo cái túi này, cái túi này túi đời mới của Ray-Ban nè người, làm cho riêng cho cái thằng Lux Otica này nè, Lux Otica của Nhật. Rồi, bộ số 3 này 2650 này. Con này thì mới 100% luôn á. Rồi, tiếp theo con số 4, RB3016 Club Master, con này thì 2 triệu. Cũng kèm đầy đủ phiếu giấy tờ đây mọi người, giấy tờ đây, Ray-Ban. Rồi cái manual, cái phiếu gì đây, đang phiếu mua hàng của nó thôi, lên tin rồi. Thế rồi nói chung cũng còn rất là đẹp nha, rất là đẹp. 5121 một người size 13.5, một cái size giống như là cũng tương đối phổ biến phổ thông. Rồi ok. Con này 2 triệu chẵn người. Mã số 4 nha. Rồi, tiếp tục. Mã số 5 mọi người, con này 3025. Mã số 5.
Con này 3025 5814 người, cũng một cái size rất là phổ biến này, 5814. Con này giọt lẹ đó, giọt nước á, kính phi công á. Đây. Đây con này thì hình như hôm qua mình có làm clip khui hàng rồi. Con này rất là đẹp mọi người, có màu mạ titan. Nhìn rất là sang luôn, Ray-Ban P nha. Này cũng khá hiếm ở Việt Nam người. Nhìn con này đeo khá lịch sự. Nhẹ lắm người, nhẹ lắm mà, dòng last metal, sản xuất Italy người. Mà đến Italy, Polarize người, Polarize. Dòng Polarize nha người, dòng Polarize cao cấp hơn dòng thường nha người. Rồi, mã số 5, 2150 nha người. Rồi, tiếp theo, một mã số 6. Mã số 6 là một con RB3648, con này thì 1.350.000. Đây mọi người. Mình để trong đây là cho nó sáng. Rồi đợi xíu mình chỉnh cái nhé. Cái quay phim lại nha. Rồi đây, đây quay cho nó dễ nhìn, không có bị. Đó, con này thì rất là đẹp mà, con này sản xuất Italy nè. Đến Italy nè. 5421 5421. Size con này thì chắc cũng 13.5 thôi. Mười ba chấm năm mọi người, tính từ hai cái ốc là 13.5, và cái này thì nếu mà mặc size 14 mang vẫn vừa, rất là đẹp. 1350 mọi người, con này thì chồng còn zin nha, chồng có RB này thấy không? Ray-Ban và RB. Đẹp, con này đẹp mọi người. Trong đây thì có cái khăn lau chính hãng nha. Rồi, mã số 6 nha mọi người, 1350.000. Tiếp theo, cái mã số 7 này là cái con 3364 6217. Con này ngang 14 nè. Mã số 7. Mã số 7. Con này 950 người. Mọi người mua cái này về chạy xe được nha, và những ai mặc rộng thì mang cái này, nó hơi bị trầy nhẹ chỗ này nhưng mà nói chung dùng bình thường rồi, không có thấy gì đâu. Nhìn ra không thấy đâu nè. Con này thì gọng nhựa. Ray-Ban. Bên đây Ray-Ban người. Trong này. Ok. Chúng con này ai mà thích ngầu ngầu thì mang con này mọi người, kiểu như mặc rộng á, ngầu ngầu mang con này chạy xe cũng được. Nó kiểu như nó cong cong, nó ôm mặt lắm. Rồi mã số 7 950 nha mọi người. Cái đó mặc rất là rộng mới mang được nha. Con này là mã số 8 đi, con này cũng 950 luôn, con này mã số 8 950 luôn, RB4165 Justin 5817. Con này ngang 14 nhưng mà nó lại rất là sâu sao nè. Và cái dòng này thì nhựa và gương nha mọi người, mặt gương cái này thì vệ sinh lại thôi, nó bị dính dơ nè. Dơ vệ sinh lại thôi, vệ sinh lại. Chung nó chỉ bị dính dơ thôi người, vệ sinh lại. Con này kiểu như gương rồi, gương nên là nhìn vào sẽ không thấy mắt nha. Và nó rất là bự người. Con này made in Italy, dòng mã K 5817. Rồi con này 950, con này thì già trẻ đều mang được và mang dấu mắt nha. Rồi mã số 9. Một con RB3594 5320, con này 1.200.000 người. Mã số 9 1.200.000. Con này nhẹ tên nè. Con này rất là nhẹ nha mọi người, và nó bị dơ nè mọi người, về vệ sinh lại thôi. Vệ sinh lại nó ra mọi người, không phải chày đâu. Con này nhẹ lắm, con này nhẹ tên nè, và gọng nó mềm. Thấy không? 5820. Rồi ok, con này thì mang khá là thời trang á.
Mã số 9 triệu 2 nha mọi người. Rồi tiếp tục con 3025 này 5814 này sơn 13.5, con này thì kính sơn màu trắng mọi người, kính sơn màu trắng, con này 850.000. Ai mà hay đi ngoài đường nhiều thì có thể mua con này, cái độ râm nó cũng vừa đủ để mình đi vừa trong đi trong trời mát và cả như trời nắng đều dùng được nha mọi người. Cái gọng này nhìn rất là nhẹ thôi nhưng mà nó chống nắng rất là tốt. Rồi made in Italy mọi người. Ok, 850 nha. Mã con này là mã số 10 mọi người. Rồi, qua con này số 11. 11 là con Real Metal mọi người, con này dòng BL 4618. Và con này ai mặc nhỏ, rất là nhỏ mang được người, con này ngang nó có 12 thôi, con này dành cho những ai mặc khuôn mặt rất là nhỏ, lớn tuổi, BL Ray-Ban USA, con này rất là đẹp luôn á. Ai mặc nhỏ thì có thể mang con này nha. Kiểu như kính thầy bói người. Nhưng mà mang thời trang nha, ai mặc nhỏ mang rất là thời trang, nhìn sang lắm. Rồi ok, con này 1.4 triệu người. Mã số 11 nha. Đây, Real Metal BL mã số 11. Con BL này đáng lẽ phải để lên kia chứ. Để nhầm khay này rồi. Rồi một con này là Ray-Ban 3105 mọi người. Con này mã số 12. -12 5519 nha, size 13 năm. 850k mọi người. Cái vỏ bị hư rồi. Ở đây, con này thì những ai mà lớn tuổi hoặc là đi xe đạp nhiều thì có thể mang dòng này đi nắng tốt lắm mọi người. Made in Italy nha, made in Italy. À, gọn nhẹ, ôm mặt. Rồi, con này 13.5 nên là mặt trung bình mang nha mọi người. 850.000 à. Mã số 12, 850.000. Rồi, đây, số 13, một con 3016 5121. 13. Con này 1750 nha, con này 1750. Kèm theo cái khăn lau người, khăn lau. Đây. Này thì dùng cho nữ người, nữ. Mua tặng bạn gái nha người, con này thì nữ mang thôi tại vì cái này nó làm mà kiểu như hơi màu mè nữa. 5121. Club Master W30366 Made in Italy dòng B. Ok, 1750 nha mọi người, cũng còn rất là đẹp. Mã số 13 nha, ai mua tặng bạn gái thì có thể mua con này nha. Đeo lên nhìn sang lắm người. Rất là sang luôn. Rồi, 14. Đây là một con 4258 5220 size 13.5 triệu 3. 14. Đây mọi người. Cái dung dòng này thì nam nữ đều dùng được nha mọi người. Nói chung độ râm nó nhẹ, con này mang trong mát được luôn, Made in Italy. Rồi. À, cái gọng nó rất là sâu nha, gọng tới 150 lận, 150 là 15 á. Này mọi người. Con này ai mà kiểu như mặt kiểu như độ dày á, mang được. Rồi ok. 1.3 triệu người. Mã số 14. Rồi, tiếp tục con này 15. Con này thì 3141 không hợp, số 18 nhưng mà size 13.5. Mà kiểu con này thì mặt rộng hơn mang vẫn được nha người. Con này thì kiểu như là đi ngoài đường ấy. Mặt trước thì cũng hơi chạy nhẹ vài chỗ nhưng tổng quan vẫn còn đẹp nha. Đây. Thùng nhựa nha, rất là nhẹ. Đây. Made in Italy. 60 18 rồi, con này 950 người, mã số 15 nha.
Đây, con này mã số 16. Rồi, con này 1150 nha mọi người, RB3548 5121. Đây, con này thì nam dùng thôi. Đó, nó vậy đây. Made in Italy. Một một năm mươi nha mọi người, mã số 16. Rồi, tiếp tục con 3016 clear này, mã số 17. Clear dòng này nghĩa là dòng trong suốt nhưng mà nó vẫn chống được tia UV nha mọi người. Con này thì 2 triệu. Ai muốn mang theo kiểu mà có khăn lau nha, một cái khăn lau bên trong. Đó, ai muốn mang theo kiểu mà để cho vừa bảo vệ mắt á, và vừa kiểu như là sang thời trang, thời trang đúng không? Thì mang con này. Nam nữ đều dùng được người, nam nữ đều dùng được, nó nhìn rất là sang. Thời trang nữa. Con này thì Made in Italy, dùng B nè. Đây có thêm cái dập, thêm cái UKCA gì nữa. Rồi, rất là đẹp. Ok. À, 2 triệu chẵn nha mọi người, 2 triệu chẵn. Mã số 17. Đấy, qua đây 18, dòng RB nó rẻ hơn người, rẻ hơn nhiều. 18, con này 1,5 triệu, con này RB 4190 5219, size 13 năm nè. Kèm cho cái túi này, con này khá dày. Đây, mọi người. Con này thì cái size này, cái kiểu này thì nam nữ đều dùng được nha mọi người, dùng được. Và này những ai có khuôn mặt mà kiểu như mỏng mỏng á, mỏng mỏng như này, tại vì cái này cái gọng này nó ngắn lắm và nó ôm vào, nên là những ai mà mặt dày là không mang được nha. Mọi người lưu ý nha, nên là cái này đặc biệt cho nữ mang thì đẹp hơn, thì dễ hơn. Con này mang nhìn rất là sang, nhìn rất là sang, ngầu luôn á. Đây. Kiểu vuông vuông này thì những ai mà có khuôn mặt tròn mang đẹp nha. Ai khuôn mặt tròn bầu á. Rồi, con này 1,5 triệu. Mang nhìn sang trọng lắm nha mọi người. Số này là số 18, qua số 19 nha. 19, con này quay Farer. 19. Con này quay Farer Max 1750K mọi người. Con này chắc có thể là dành cho nữ đây. Nhưng mà thường dòng này thì unisex. Đây, mà cái màu này thì mình thấy chắc là nữ rồi. Đây có RB nè. Zin hết mọi người. Đây, và con này những mang siêu sang luôn, made in handmade in Italy mọi người, quay Farer. Quay Farer thôi. RB 2140F 954522. Con này thì ngang nó sẽ tầm chắc cũng 13 năm thôi. Yeah. 14 luôn rồi, 14 luôn. Ai mặc rộng thì mang con này, nhưng mà mang rộng này thì nhìn nó sang rồi. Kính mát mà mang càng rộng nhìn càng sang. Mã số 19 1750 nha. Rồi, mã số 20. Con này RB3016 Club Master nè. 1850K. Con này size như 5521 mọi người, nghĩa là size bự á. Đây, trong đây thì có cái manual. Đây, có dạng gương rồi, dạng gương. Dạng gương mà size lớn nha, con này 5521 người, 5521 thì để mình đo nó tầm 14 á. Thấy không? Nó tầm 14 nè. Đây, nói chung nam nữ đều dùng cái này được, nhưng mà nếu mà cái màu này thì thiên về nữ hơn người, nhưng mà nam dùng cũng được không sao, tại vì nó không phải màu bóng, nó màu hơi hơi à. Đó, rất là đẹp. Rồi, mã số 20. Club Master 1850K. Rồi, tiếp tục mọi người, một con này gì? Mã số 21. Con này BL 5019 950K mọi người, con này size 13 nha.
ai mặc nhỏ thì mang con này đó, là người lớn tuổi mang con này được nè, rất là đẹp nè, Ray-Ban BL này, BL luôn, cái này đáng lẽ phải để qua khay BL chứ, nhìn rất là sang người, sang con này thì quá nhìn, nhìn ok quá. Rồi 950.000 nè, nó đẹp. Mã số 21 nha người. Rồi 22 RB3016 2 triệu chẳng. Club Master người. 22 5121 là size 13.5 nha. Rồi nam nữ đều dùng được luôn. Đây, trong đây thì có khăn lau đầy đủ nè. Ô, con này thì chỉ có nữ thôi. 2 triệu người. Màu này thì màu nhẹ nha mọi người, màu rất là nhẹ thôi. Mà đeo nhìn sang, nhìn đẹp gái. Rồi ok. Con này 2 triệu người. Club Master 2 triệu. Số 22 nha mọi người. Rồi 23 là một con 1971. Con này thì nữ, của nữ dạng square người, con này 950.000. Đây, kèm cái túi, nó túi của nó có in luôn cái 1971 square nè. Bên trong thì rất là đẹp người, rất đẹp. Màu dạng màu biển nha, màu màu xanh dương. Đây, con này tặng cho nữ mang, rất là sang. À, ok nha mọi người. Ai có người yêu mà đi biển mua con này nha. Đi du lịch đâu mọi người. Với 950.000 người. Kèm cái túi zin quá đẹp luôn nè. Rồi mã số 23 nha. 950. Rồi sắp hết rồi. Rồi con này mã số 24, RB3025. 3025 là con Aviator người, giọt nước á, giọt lệ á, dòng BL cũ mà sau này sẽ sản xuất Ý. Con này 1250.000 nè. Kèm theo cái túi của nó nè. Đây. Và khăn lau. Con này màu rất là nhẹ thôi, màu rất là nhẹ thôi. Ai thích mang nhẹ nhàng thì mang con này. Rồi. Rồi ok, 1250 nha mọi người. Rồi, mã 25. RB3136, con này 2 triệu. Đây, túi đây. À, có cái khăn lau đây. À, con này dạng dạng cũng square vuông nè người. Lau là hết nha, lau là sạch nha. Con này giống như một cái con cũ mà Ray-Ban, con này đeo lịch sự lắm mọi người. Đây, lau là sạch đây, made in Italy. Trước mình có bán một con này nhưng mà sản xuất Mỹ thôi. Con này thì chuyển sang sản xuất Ý rồi. Trên đây có made in Italy nè mọi người. À, rất là đẹp. Con này 2 triệu chẳng nha. Kèm theo cái túi và cái khăn lau. Mã số 25 nha người. Rồi, con này là con 3016F 5521 nè. Con này sống sao chưa điện. Đây người, con này 2 triệu rưỡi người. Đây, rất là đẹp luôn. Này nam mang cái này hơi bị sang luôn người. Mang hơi bị sang, nó hơi trầy nhẹ này nhưng mà nhìn khó thấy, mà nhìn chung là đẹp người. Dòng mã vàng nha. Ray-Ban T UKCA Club Master 551945, con này size 14 á. Ai mặc rộng thì mang con này, mang rất là sang luôn. Rồi, đây đầy đủ giấy tờ nè, giấy tờ khăn lau hôm nay. Hộp giấy luôn. 2 triệu 5 nha người. Mã số con này là 26 nha. Rồi, cái này nữa, con này là 27-3025, 5814, số 27. Con này 1,5 triệu mọi người, con này 3025. Con này thì nam đeo. Đây mọi người, con này thì màu cũng nhẹ nhàng thôi, mọi người có thể mang đi trong mát được luôn. Còn rất là đẹp nha. Made in Italy mọi người, Italy.
mã số 27, 1,5 triệu nha mọi người. Rồi còn cái cọng gọng này mọi người, gọng này thì cái mặt nó trầy quá rồi, nhưng mà gọng zin á, nhưng mà lộn cái trồng zin á, nhưng mà cái trồng này mica này nó trầy hết rồi. Rồi và trong đây cũng trầy, mọi người mua về thích sưu tầm hay làm gì là mình bán trồng này 200 ngàn nha. 200 ngàn mua về dùng hay là thay trồng thì tùy. 200 nghìn. Ok. Rồi, mình dừng clip đây nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã theo dõi.